mọi người phải biết là mắt bản thân nó là một cái bộ phận có thể là truyền được thông điệp. Nếu mọi người không tin, mọi người có thấy Ninh đang làm gì đây không? Ninh che miệng lại nhá. Đây, Ninh lấy một cái giấy trắng che lại. Mọi người từng nói là gì ạ? Cười thì sẽ cười bằng miệng đúng không? Ninh không cười miệng mà. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Đây, Ninh làm như thế này thì chắc chắn mọi người biết là Ninh đang gì đây ạ? Đang gì đây ạ? Đang cười đúng không? Chắc chắn là đang cười rồi. Thế thì ánh mắt nó cũng biểu hiện cái cười. Ánh mắt nó cũng thể hiện sự giận dữ. Thậm chí còn trao mày lại. Đấy chính là ngôn ngữ của eye contact, là mắt. Ngồi thấy không ạ? Mắt thì đương nhiên nó có ngôn ngữ của nó. Thì nếu như chúng ta sử dụng mắt sai thì trong giao tiếp sẽ tạo lên những phản cảm cực kỳ là ghê gớm.